Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Và hôm nay thì mình mượn một account VIP không Đã được 5 triệu lực chiến Và account này đợt trước mình đã từng review Đó là lên Mega TNC Và ngày hôm qua thì người chơi này đã lấy được uh, Necroma với hạng 2, 5.000 điểm Và sau đó người chơi đã nâng lên Con Necroma này 11 sao đi cùng với cả team tiết đất đá này Và mình sẽ giới thiệu một chút về đội hình này Với Mega TNC đây uh, 1 triệu lực chiến này Đây là Necroma này Cũng lên được 11 sao rồi Thì người chơi này đang sử dụng đó là cái tính cách cộng tốc độ và trừ PA tech. Với thời điểm này thì uh, Necroma nó cũng không cần tốc độ nhiều cho lắm nhưng mà với thời điểm về sau, bởi uh, ra những bộ skill nó không bị trừ khi mà có hệ siêu bên cạnh nữa và lúc đó thì rõ cái thời kỳ của tốc độ cao với cả tấn công mạnh thì Necromancer uh, cái tốc độ ở uh, cái tính cách này mình nghĩ là sẽ xài ổn ở thời điểm về sau. Còn với thời điểm này nếu các bạn mà đang có đó là cộng uh, SPA tech thì có thể sử dụng dành cho Necroma thì gây sát thương nó sẽ cao hơn. Đây là Zigade lên được 8 sao rồi. Nói chung đội hình này thì thiếu một... Đấy, như là... Nên Sanyi Megatirai ta lên 8 sao nữa thôi. Là có cái tin tiến đá một cách quá là ổn này này. Và người chơi này đang có con nanecroma đây. Và... Chưa lên Shiny Megatina ta mà dồn lên luôn một con S cộng mới 11 sao và con S cộng sau đó chính là con Mew Origin lấy thêm được nữa. Thì đội hình này cũng sẽ có thêm một con vừa có khả năng hỗ trợ cho Necroma vừa có khả năng đó là tăng được trong team nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngó một số trận đấu của người chơi này. Cũng là tiêu tuyển tiết đất đá nhưng mà kẹp thêm cả Giatina lẫn cả con Luala vào nữa này. Và trong trận đấu này thì mình sẽ thử một chút đó là mình thử cho con Necroma lên. Khi các bạn lên được 11 sao thì để thử tránh được những cái đòn núi đá của con shiny ta liệu có ổn không? ok trận đấu bắt đầu. Thời điểm này thì cứ bộ ba gigad TNC về shiny tám sao thôi là chắc là chắc chắn tim rồi. Bên kia thì có thêm Luala, giatina nhưng mà lại không có thêm một con hệ ma nữa. Mà muốn có thêm hệ ma nữa thì bây giờ kiểu như là chắc là cần thêm con nào mà có khả năng chống chịu tốt thôi. Thời điểm bây giờ team ma nếu mà nuôi theo kiểu mà full ma ấy, thì nó còn có cái hiệu ứng rất là tốt còn đâu nếu mà đi kẹp với cả những cái team khác thì team ma nó cũng sẽ bị kém đi nhất là bây giờ đội hình team ma theo kiểu mà chỉ có hai con theo kiểu mà toàn là khả năng phòng ngự là chính thôi hiện tại bây giờ cái giải đấu lên server đang kết thúc này thì phải đợi đến um, tuần sau thôi là sẽ có những trận đấu của những người chơi mà dạng như top hay là những người chơi mà nâng con Necroma lên lên 11 sao lúc đó chúng ta sẽ cùng ngó Chứ hẳn đó là có con Necroma các bạn có thể giành được chiến thắng trước team kia Nhưng mà có nó rồi các bạn sẽ thấy team bạn cũng sẽ mạnh hơn Và nó sẽ cần thêm một con nữa Origin để có thể giúp cho nó tăng thêm các chỉ số và cả các nhiều các hiệu ứng khác mười hai triệu bắt đầu trốn rồi này thì mục đích là mình cho nó hàng trên là để trốn mấy cái hiệu ứng núi đá của con Shiny Mega ấy. Tuy nhiên nếu mà nó mà không có cái khả năng chống chịu tốt thì cũng rất dễ bị nguy hiểm. Vậy nên là có thêm Mewoizin nữa thì kiểu gì Necroma cũng sẽ không bị chết trong vòng hai lượt. Và để như thế này chẳng hạn thì nó mới có thể gọi là như là đỡ có thể hành động được liên tục hơn. Và nó sau khi đánh hai ba à, lần là bắt đầu nó trốn ra khỏi cái cái hố đen, đen, của nó rồi và bắt đầu nó đã vừa đánh để có thể là cướp được lượt của con Giatina sắp tới lượt sắp tới là con Giatina đánh thì con Necroma này nó sẽ cướp lượt và ulti luôn này đây sợ nhất cái quả núi đá như thế này thì Necroma nó đang ở hàng trên thì nó cũng đã chống được và nó bắt đầu vừa rồi nó bắn một phát rồi và nó cướp lượt lượt nhưng rất tiếc là những đòn tấn công vừa rồi của nó toàn thể mất không máu thôi. Và Necroma đang tiến vào trạng thái giận dữ này. Ulti tiếp. 14 triệu này. Khả năng hành động nhanh. Và đánh liên tục của Necroma. Tốc độ hồi nộ cũng nhanh nữa. Một cái rất là lợi của Necroma. Nói chung là lên 11 sao giải sai chết thích luôn đấy Tuy chưa vẫn thể đập được cái team bên kia Thời điểm này thì tiên đất đá vẫn quá chắc chắn Và giả sử trong cái đội hình bên người chưa VIP không này mà chưa có Necroma thì Chắc chắn là vẫn có thể bị thua những đội hình bên kia rồi Bên kia họ nuôi uh, Châu Và đây là một con Shiny Megatirata 4 sao nhưng mà thôi nó vẫn trụ được Bởi vì bên kia cũng không có một con gây sát thương quá cao Necroma đã bước vào trạng thái mất đi một lần kháng kháng tử rồi này. Nó cũng bắn được một phát, chết mất con Nuala. Mà đến thời điểm này thôi bắt đầu Necroma đã bị ăn đòn rồi này. Cướp lượt của địch. Đây, 8 sao của Necroma bắt đầu có một lần kháng tử ở đây. Tiến vào trạng thái kháng tử khi nhận một cái sát thương trí tử. Và sau đó nó bắn địch vào trốn tiếp. Nhưng có lẽ bên kia phòng cái khả năng phòng ngự tốt quá, cuối cùng là bên này vẫn đã bị thua và Necroma đã tử trận rồi. Sẽ skip trận này. Sẽ đấu với cả một người chơi VIP 12, à, 4 triệu 9 lực chiến và người chơi này cũng chơi theo tiên đất đá thuần này và kết hợp thêm đó là Necroma 11 sao nữa. Ok và trận đấu này là trận đấu cuối của người chơi này. Trong rồi chúng ta sẽ cùng ngó thử một cái trận đấu của một người chơi mà 6 triệu lại win được team 10 triệu này. và bên kia cũng có một con Necroma được nuôi mạnh này, 11 sao này. Thì như các bạn thấy đó là một con Necroma, tuy nhiên là nuôi được tầm như thế rồi cũng ngang ngang trong tim rồi, nhưng mà cũng sẽ rất là khó để có thể là đập được qua những cái uh, con uh, những cái núi đá tường đá của con Shiny Megatiraita khi được nuôi chắc chắc chắn và cái tin tiết đá một cái tim uh, vẫn có cái khả năng phòng ngự tốt. Nếu bạn mà có thêm được uh, con uh, uh, Ma đi cùng với tim Ma nhìn các bạn sẽ thấy đó là con um, Necroma này unti cùng với ở uh, hành đi bên kia theo kiểu mà sát thương gây ra cao nhìn sẽ rất rất thích hơn. Còn với việc bây giờ uh, đang có cái sợi dây liên kết của Seryia này, nên, nên sát thương của Necroma nó cũng sẽ bị giảm đi cũng khá là nhiều đấy. Bởi vì Necroma này nó cũng sẽ không bắn xuyên qua, à, cũng bắn bỏ qua được cái sợi dây liên kết giống như Masadao mà nó chỉ bắn được xuyên qua đó là những cái như là vật cản hay là những cái um, tường khiên như thế này thôi và muốn xuyên qua được thì các bạn cũng phải tạo ra được hiệu ứng à, sát thương bạo kích thì Necroma mới có thể xuyên Con vừa rồi thì mình cũng thấy mất máu cũng khá là nhiều đấy Nhưng bạn thấy đó là cũng một vài con đã không chống chịu được thì cũng mất đi một khoảng lượng máu này Đè Necroma này 9 triệu 8 Xoẹt phát mất toi con Shiny Megatiraita bởi vì nó chỉ có 4 sao không có kháng tử này Mega TNC này chưa phá được cái tường này. À, núi đá luôn Còn Necroma có thể ulti phá được một cái bức tường của con Shiny Mega Nhưng mà nó lại tạo được tiếp rồi Lại ulti phim phát nữa Nói chung là với việc bổ trợ của bên kia Các kiểu Senior 8 sao nó sẽ đi rất là tốt với tiên tiến đất đá này Đây bây giờ mới thấy đó là con Necroma bên địch thì bắn rác hơn bên mình Đòn vừa rồi thì chết mất con uh, Mega TNC rồi Cho nên là với việc Necroma uh, Các bạn nuôi cũng phải một độ nào đó tốt tốt Thì các bạn cũng sẽ cảm thấy được Cái sức mạnh của nó nhiều hơn Nó vẫn phải cần thêm một con Pokemon nữa rồi Mew lúc đó thì các bạn sẽ thấy đó là Chỉ số của Necroma càng lúc sẽ càng tăng dần Bởi vì Mew nó hỗ trợ cho hệ siêu mà Thời này tiên liệt á kết hợp thêm necroma thì còn bắn bắn phá bên kia các bạn sẽ cảm thấy ổn hơn đấy còn đâu nếu mà các bạn chơi hẳn tìm tiên tiết là đá thuần rồi thì nó sẽ mạnh theo kiểu một kiểu khác nhưng mà không có sát thương theo kiểu mà bộc phá như con necroma này một loạt bên kia sử dụng táo này mega tiên thì nó ít ulti liên tục rồi này chém kiếm này 30 triệu Trung Mega Tiên Si các kiểu bên kia chém rất là đau luôn. Xong, chết mất con Sonya rồi. Bây giờ còn lại mỗi uh, Zikade ở hàng trước trụ thôi. Và bên kia thì chém vẫn chưa buộc bỏ qua được cái tường bên kia luôn. Tường nó đang dày gấp 2 lần bởi vì nó rất là nhiều Pokemon uh, hệ tiên uh, trong tim để có thể tăng thêm cái độ dày của tường này Zika mất đi dạng 100% thì tỷ lệ tử rất là cao và bị phản đam nữa thì Zika cũng đã vừa bị phân tách tiếp thành còn dạng 10% thôi và mấy chú cún này thì lại không thể cắn được nổi cái tường của Mega TNC rồi nó quá chắc mấy bộ ba này thôi uh, Shiny Mega Tiraita này Mega TNC Zika ở hàng trên nó đang chống chịu quá là tốt và bạn vẫn chưa có thể vượt qua được cái bộ ba này và con này con ma thì đang bị choáng này rất là tiếc xong trên còn lại mỗi Necroma này chroma này vẫn là con chống trụ tốt nhất này máu đã đây nhưng mà thua còn bây giờ mình sẽ đấu với cả một đối thủ à, cũng có vẻ đỡ hơn một tí đó là cái theo kiểu tiên đất đá mà kết hợp với cả ma một người chơi vip 15 này họ đi team ma ma tiên này Và Masadao là một con nào dạy như là sát tương cây cao nhất ở bên kia. Necroma mình đây. Vừa mới cướp đợt của Mega TNC này. Thì khi các bạn đã có được Necroma rồi thì... À, kiểu dạy như là... Đối với cả những người chơi khác. Thì cũng vẫn phải tùy theo cả hướng build nữa nhé. Chứ còn đâu nếu không... Cái khả năng mà dạy như là... Có Necroma để giành chiến thắng cũng rất là khó đấy. Bởi vì có những người họ đã nuôi tốt sẵn rồi. Nhất là những cái team châu chẳng hạn. Mà Necroma của bạn mà gọi như là không còn nuôi mạnh thì cũng rất rất là khó để đập được luôn và với bên team bên kia thì như các bạn thấy nó có sự khác biệt hơn thứ nhất là bên kia không có thêm sơn này mà không có sơn thì kiểu như là không có sát thương được lan tỏa ra theo kiểu mà giảm sát thương ấy thì necroma nó bắn rất là ghê và mega tnc bên kia mặc dù là có bão cát nhưng mà không có thêm sơn chẳng hạn này thì vừa rồi một đòn gẩy của necroma bình thường thôi cũng đã làm con là mega tnc bị chết mất một phát rồi cho nên đội hình khi các bạn nuôi cũng rất là quan trọng và sernia cũng là một thành phần đóng góp cho cái team của bạn vững chắc hơn rất là nhiều về sau thì có thể bạn sẽ không cần thiết đó là celebi tuy nhiên là với sernia nó đi cùng với Tiết đá thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho tiếng đá nó cũng dễ châu hơn với cả nhiều cái team khác nữa những đội hình theo kiểu khác nhau chỉ cần thay đổi một hai con thôi nhưng mà các bạn cũng sẽ thấy được cái sự khác biệt đi cùng với cả ma như thế này ba con ma nhưng mà ba bên viên đất đá nếu bỏ đây ra thay bằng con Sonia nữa thì nó lại có thể cho kiểu vững chắc nhưng mà lại không có bão cát nói chung là chỉ có 6 con trong team thôi muốn có thể kết hợp để tạo ra được nhiều cái ở phần nội tại hơn thì lại không có thể đủ được rồi mặc dù nói thế thôi chứ thực ra cái team bên kia có gì đó vẫn đỉnh hơn bên mình rồi ít ra thì với một người chơi vip 15 thì họ cũng đã có cái bảo vật vàng và thêm những món đồ khác thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều mặc dù là có thể là lực chiến bạn có thể mua 300 nhưng mà có rất là nhiều con dạy như họ nuôi kiểu kiểu bá như Masadao này chẳng hạn này sát thương gây ra rất là ghê luôn vừa rồi là 21 triệu đến từ Necroma này nhưng mà vừa đòn vừa rồi nó cũng chỉ mất đi đó là cái tường của mấy của con Shiny Megatiraita thôi và chắc là phát sau là mình sẽ uh, mượn uh, cái account mà nuôi ký tim ma, kết hợp với cả necroma, bởi vì là những cái tim theo kiểu mà như vậy, mặc dù là có thể là không thể bằng được cái tiên đất đá, ấy, nhưng mà nó có cái sự thú vị hơn, bởi vì là gây ra được lượng sát thương cao hơn này, ma với cả nec ở uh, là một pokemon gây ra rất sát thương rất là lớn này, và còn bây giờ còn lại những để trụ thôi. 10 triệu Mega TNC bên kia cũng chính thức tử trận rồi Thì nếu bạn kết hợp với cả team tiến đại đá thuần Thì nó cũng sẽ có cái hay Nhưng mà kết hợp với ma tiên cầu này Thì lại có thêm được cái khoản sát thương tấn công rất là lớn Từ ma sao này Rành rất là ghê Nó sử dụng toàn bộ ấn của nó Đòn chém kiếm này Cũng may mắn là con Luala thì nó tử trận Trước khi nó hồi sinh này nếu được không thì bên kia mà hồi sinh lại theo kiểu team ma nữa thì thôi bên này chắc là dễ tử lắm. Thì mình cố gắng quay một trận để có thể giành chiến thắng thôi. Chứ còn đâu thì như các bạn thấy đó là hai trận trước thì mình toàn thua rồi. Coi như thắng cho thắng ở trong một trận để review có thể các bạn sẽ thấy đó là tại sao mình để, mình đang định review một con Necroma nhưng mà toàn review những trận lại bị toàn bị thua bởi vì mình muốn đánh theo kiểu mà hơi vật cấp một tí theo kiểu đánh những người chơi khác như các bạn thấy đó là cũng vip 12, 14 này và kèm theo nữa là họ cũng sẽ nuôi theo kiểu mà mặc dù ngang chiến nhưng mà có nhiều con họ được nâng sao lên nó tốt hơn thì với thời điểm này nếu mà mình sẽ đọ với cả những người chơi khác theo kiểu mà yếu hơn chẳng hạn mình đã nuôi vượt mạnh hơn nhưng mà như thế nó cũng sẽ kiểu như là thể hiện được con Necroma quá thì cố gắng đánh vượt cấp thử xem là Necroma có thể uh, thể hiện được đến đâu. Tuy nhiên là cũng khó khăn đấy bởi vì là nhiều người chơi họ đang dồn được team tiết đá nó mạnh sẵn như vậy rồi thì uh, Necroma của mình mình nuôi vẫn chưa vượt qua được. Và đây nếu các bạn nuôi cái kiểu cái team tiết đá như thế này uh, một team 6 triệu rưỡi nhưng mà lại uy được cả hai team 10 triệu với cả bên kia suýt được 10 triệu luôn thì uh, cái team tiết đá một cái team nhỏ dạng theo kiểu mà Ổn. để các bạn có thể uh, chơi được một khoảng thời gian rất là lâu dài và chờ thêm đó là Ra nữa thì team tuyết đá nó sẽ trở thành một cái team xếp uh, thứ nhất thứ hai khi mà Ra xuất hiện. Ok, uh, mình cũng đang định uh, làm cái trận đấu này nhưng mà thôi thấy dài dài quá thì hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.